chạy ngay đi mua vé số, bà con giáp nhận lộc trời ban, đạp trúng hũ vàng của thần tài, giàu hơn trúng số trong tháng 9 năm 2023 âm lịch. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Vâng, thưa quý vị, trên đời này có những người được an bài sẵn số mệnh tuyệt vời. Dù ai có khó khăn thế nào, không cần biết, còn cuộc sống của họ thì vẫn thăng hoa viên mãn. Luôn có quý nhân giúp đỡ tương trợ, thần Phật trao cho nhiều cơ hội đổi đời. Gặp được những thời điểm sao cát tinh chiếu mệnh, giúp công việc thuận lợi, tài vận vô cùng khởi sắc, giàu sang sung sướng hết phần thiên hạ. Khi coi bói cho 12 con giáp thời điểm tháng 9 âm lịch tới đây, các bậc thầy tử vi phương Đông học đã chỉ thẳng tên ba con giáp này và nhấn mạnh đây chính là thời điểm ba con giáp này nhận được phúc báo trời ban, cát tinh chiếu mệnh, khiến cuộc sống phất lên như diều gặp gió, công việc thuận lợi, nhất là đối với những người làm đầu tư kinh doanh. Từ tháng 9 âm lịch đến hết năm này sẽ chẳng phải lo nghĩ gì. Thậm chí, nếu biết nắm bắt tốt thời cơ thì cả đời sống trong an nhàn sung sướng. Để biết mình có thuộc top con giáp may mắn này hay không, cũng như làm cách nào để hút sạch lộc thiên hạ, quý anh chị hãy cùng theo dõi chi tiết trong video ngày hôm nay để có câu trả lời nhé. Chạy ngay đi mua vé số, ba con giáp nhận lộc trời ban, đạp trúng hũ vàng của thần tài, giàu hơn trúng số trong tháng 9 năm 2023 âm lịch. Thứ nhất, chúc mừng tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên được thần tài ban lộc, trúng quả tiền tỷ, sắm nhà lầu xe sang trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 năm 2023 âm lịch đánh dấu những bước tiến ổn định và chắc chắn của người tuổi Sửu. Bạn nên nắm chắc cơ hội để thể hiện bản lĩnh hoặc giành lấy lợi thế sẵn có, xây dựng bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Trong công việc, mặc dù nguyệt lệnh lâm mộ khiến bạn có đôi chút cứng nhắc, đôi khi tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp, nhưng thiên đức cát tinh sẽ đưa quý nhân tới để chỉ đường dẫn lối, giúp bản mệnh khắc phục điểm yếu của bản thân, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Chính tài vượng, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, chú ý tích lũy nhiều hơn. Tháng này, bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2023 tuổi Sửu âm lịch, phương diện công việc của bạn đạt được những thành tựu nhất định. Nỗ lực sau một thời gian dài cũng có thể nhìn thấy trái ngọt, đủ để khiến bạn tự hào về chặng đường mình đã đi qua. Thời gian đầu tháng có thể do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất mộ, khiến cách xử lý vấn đề của con giáp này còn nhiều cứng nhắc, thiếu sự linh hoạt. Quá trình hợp tác với đồng nghiệp cũng không thật sự suôn sẻ, khi đôi khi bạn tin vào trực giác của bản thân một cách cố chấp. Nhưng tình trạng này không kéo dài quá lâu. Được cả thiên đức cát tinh và chính ấn chiếu mệnh, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để chỉ điểm. Sửu nhận ra vấn đề của bản thân nằm ở đâu. Rất may, bạn tiếp thu vấn đề rất nhanh và có sự điều chỉnh cụ thể, nên khắc phục được điểm yếu, lấy lại thế cân bằng và tạo ra những sự bứt phá hoàn toàn mới mẻ. Thậm chí, sau khi hiểu ra vấn đề, con giáp này lại càng biết cách để tận dụng kinh nghiệm từ chính bản thân, đưa ra nhiều sáng kiến hữu ích, cải thiện hiệu suất hiện tại. Ban đầu, có thể mọi việc tiến triển chậm hơn so với dự kiến, hoặc thậm chí bị người khác ngờ vực, khiến bạn không khỏi lo lắng. Nhưng bằng cách làm theo kế hoạch định sẵn và giữ vững lập trường mà tuổi Sửu sẽ thu về thành công hơn cả mong đợi. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian tuổi Sửu có nhiều cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình với cấp trên, cũng như nâng cao vị thế của bản thân. Nếu có thể tận dụng tối đa lợi thế sẵn có, bản mệnh có thể xây dựng được bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch dự báo, đường tài lộc của Sửu khá bình ổn, không có biến động lớn. Công việc tiến triển tốt cũng đảm bảo nguồn thu nhập ổn định cho tuổi này. Nguồn thu chính chủ yếu dựa vào chính tài, thứ tài vẫn cần phải dựa vào sự nhanh nhạy và khả năng tính toán của bạn mới có cải thiện. Vì thế, thay vì tìm kiếm việc tay trái để làm, bạn có thể tập trung tinh lực để phát triển công việc chính. Kinh doanh buôn bán có lúc thăng trầm,
lúc được lúc mất. Tháng này bạn có thể đầu tư, nhưng chỉ nên ở quy mô nhỏ, cẩn thận đường đi nước bước. May mắn là được nhiều hơn mất, bỏ vốn đầu tư bao nhiêu, tạm thời thu về thành quả tương xứng. Dù chỉ ở mức khóa vốn, nhưng trong thời buổi nhiều khó khăn này, như vậy cũng được coi là tạm ổn. Tiếp tục có động lực để Sửu phấn đấu nhiều hơn. Đặc biệt chú ý, tháng có nguyệt lệnh mộ ở Sửu, sẽ khó tránh một số trở lực nhất định trên con đường làm giàu. Bản mệnh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó. Việc đã xảy ra cũng đừng mãi lấn cấn, dành thời gian tìm cách khắc phục hơn là than vãn. May mắn có thiên đức cát tinh soi chiếu, bản mệnh nhanh chóng tìm ra hướng đi phù hợp, giữ đầu óc tỉnh táo, không để phạm phải sai lầm quá nghiêm trọng. Về tình duyên, tháng 9 năm 2023 âm lịch này, nguyệt lệnh mộ ở Sửu khiến tâm tình của bản mệnh có sự biến động, tình cảm cũng có vết nứt. Con giáp này có xu hướng quá coi trọng sự nghiệp, đặt công việc lên trên tình cảm, nên đôi khi hành xử khô khan, cọc cằn khiến đối phương cảm thấy khó chịu, thiếu sự hòa hợp. Vợ chồng muốn giữ được hòa khí gia đình, quan trọng nhất là phải biết tiết chế cảm xúc, đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cách hành xử phù hợp. Mâu thuẫn xảy ra có thể khiến nảy sinh suy nghĩ ngoại tình, dễ sa ngã vì cám dỗ. Dù là ngoại tình tư tưởng, bạn cũng nên tránh xa, bởi khoảng cách từ suy nghĩ tới hành động không quá xa. Về sức khỏe, trong tháng Canh Tuất, phương diện sức khỏe của Sửu khá lý tưởng, hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn nên cân bằng thời gian dành cho cuộc sống và công việc, vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa gìn giữ được các mối quan hệ sẵn có. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè sẽ giúp tinh thần của bản mệnh phấn chấn hơn. Tiếp sau đây là vận trình chi tiết hai tuổi Sửu may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Vận may đến với tuổi Ất Sửu trên nhiều phương diện. Nếu là người làm công ăn lương và đang có một dự án tâm huyết thì nhất định bạn sẽ nhận được nhiều đánh giá cao, chạm vào cơ hội thăng tiến trong công việc. Một vài kẻ sẽ ghen tị với những thành công của bạn, nhưng không sao cả, bạn đừng quá lo lắng, hãy tăng tốc lên một chút. Sắp tới sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển sự nghiệp của mình. Tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng vượng phát. Tháng này tốt cho các hoạt động buôn bán, nhập thêm hàng hoặc ký kết hợp đồng, khiến tiền đổ về túi khá nhanh. Dù hơi vất vả một chút, song bạn sẽ có một tương lai ngày càng ổn định. Thứ hai, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Người tuổi Quý Sửu có sự bảo trợ của chính quan ngay từ đầu tháng, nên công việc có những bước tiến triển khá tích cực. Đây là thời điểm bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp, đừng mãi để những vấn đề bên lề tác động tới bản thân. Thành công sẽ đến khi bạn đủ kiên trì và nỗ lực tới cùng. Nếu chỉ vì e ngại bóng gió những điều chưa xảy đến mà chùn bước chân, thì bạn sẽ chẳng bao giờ biết được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Thời điểm này khá nhiều may mắn đối với người tuổi Quý Sửu. Vận trình tài lộc lên như diều gặp gió, bạn có nguồn thu ổn định và đang ngày càng tăng tiến. Dù những thất bại không phải không có, nhưng quan trọng là ở việc bạn biết mình ngã ở đâu và đứng lên ở đó. Quý vị tuổi Sửu thân mến, đứng trước sinh lão bệnh tử trong đời người thì giàu hay nghèo của con người, thế gian cũng đều yếu ớt và vô lực. Tâm hồn cao thượng và đạo đức cao quý mới là điều quý giá nhất của một người. Kính chúc quý vị tuổi Sửu luôn hạnh phúc, may mắn và thành công. Thứ hai, chúc mừng con giáp may mắn tiếp theo là người tuổi Mão, rũ bỏ nghèo khổ, không trúng số vẫn trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có trong tháng 9 âm lịch. Xem tử vi tháng 9 năm 2023 tuổi Mão âm lịch, người tuổi này đón một tháng vượng vận khí, mọi việc trôi chảy, khó khăn trước đó gần như được đều tháo gỡ kịp thời. Tháng này rất thích hợp để mưu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai. Được lục hợp che chở, vận quý nhân trong tháng khá vượng. Con giáp này được giúp đỡ ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng ngạo mạn khi đang có lợi thế hơn người.
vận trình tài lộc tươi sáng, Mão có nhiều cơ hội để đầu tư, thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiền khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Mão đón vận trình tháng mới khá tươi sáng, nên phương diện sự nghiệp cũng khởi sắc trông thấy. Đây là tháng bản mệnh may mắn gặp được cục diện lục hợp thái tuế, lại có thêm cả sao tử vi chiếu mệnh. Công việc vô cùng trôi chảy, tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến bạn đau đầu trước đó. Đặc biệt, quỹ nhân vận tăng lên nhanh chóng, đem tới cho Mão nhiều sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau. Có người được quý nhân giúp về sức lực, được chỉ bảo đường đi nước bước phù hợp, hoặc có người lại được giúp đỡ về tài chính, vật chất. Có sự đồng hành của quý nhân giúp bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân. Chính vì thế, hiệu suất công việc được cải thiện rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, song sáo nhận việc nên được cấp trên đánh giá cao. Lại thêm nguyệt lệnh lâm thai ở Mão, ủng hộ, mang tới những sự chuyển hóa và tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông. Do đó, tháng này rất thích hợp để mưu đại sự. Nếu đang có sẵn kế hoạch ấp ủ, bạn có thể lựa chọn thời điểm này để triển khai, tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Các mối quan hệ xã giao rất hài hòa và tốt đẹp, môi trường làm việc lành mạnh cũng giúp bạn có thể thoải mái phát huy bản thân, tự tìm thêm cơ hội để phát triển. Dù đang có lợi thế hơn người, nhưng bạn cũng không nên tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, kẻo phá hỏng những mối giao tình sẵn có. Những người có thái độ biết người biết ta, khiêm tốn, tôn trọng người khác, bao giờ cũng sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn. Nhìn chung, ngay từ đầu tháng, bạn sẽ thấy công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió. Tới giữa tháng lại càng thấy rõ dấu hiệu thành công bước đầu. Dù khối lượng công việc trong tháng không phải ít, nhưng nhờ tinh thần phấn chấn, suy nghĩ lạc quan, bản mệnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thậm chí còn tiên phong trong tập thể, được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ. Về phương diện tài lộc, xem tử vi tháng 9 năm 2023 âm lịch, con giáp này nhờ có chính tài che chở nên tài lộc đang vượng phát, tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Bạn sẽ không còn phải trải qua cảnh chi tiêu eo hẹp, trái lại không phải đắn đo quá nhiều. Tài chính cho phép nên muốn làm gì cũng tự tin hơn. Người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc trong tháng này có nhiều tiến triển tốt nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu, hậu hĩnh. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn. Các đơn hàng ra vào thường xuyên, tuổi Mão không chỉ kiếm lợi cá nhân mà còn mang lại công ăn việc làm cho người khác. Tháng có tử vi tinh chiếu rọi, tham vọng làm giàu của bản mệnh lại càng thêm hăng say. Trong những tình huống cấp bách, đòi hỏi sự nhanh nhạy, tuổi Mão luôn đáp ứng được. Vì thế, bạn có thể nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, gặt hái thành công rực rỡ hơn những người khác. Dù vậy, bạn cũng đừng quá tham lam mà mù quáng, nhất là vội vàng chạy theo cái lợi trước mắt. Làm việc gì cũng cần phải tìm hiểu, nghiên cứu kỹ càng để tránh bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Về tình duyên, trong tháng Canh Tuất, nhị hợp cục giúp nhân duyên của Mão hành thông phơi phới. Vận đào hoa đường độ nở rộ, nam nữ độc thân nhận thấy nếu đà này chủ động tham gia các hoạt động tập thể, mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý, theo đó sẽ nhiều hơn. Môi trường công việc có thể mang tới cho bạn nhiều mối quan hệ rộng mở, cũng được tiếp xúc với nhiều đối tượng tiềm năng, song cũng rất dễ tồn tại những mối quan hệ mập mờ. Nếu không làm chủ được cảm xúc của mình, bạn có thể vô tình vướng phải rắc rối tình cảm, ảnh hưởng tới danh tiếng và cả công việc của bản thân. Với các cặp đôi hay các cặp vợ chồng, tình cảm giữa hai bạn ngày càng hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm. Về sức khỏe, tháng 9 năm 2023 âm lịch này, mọi việc xuôi chèo mát mái, giúp tinh thần của Mão khá tươi vui, phấn chấn, giúp sức khỏe thể chất cũng có nhiều cải thiện đáng kể. Nhìn chung,
Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này. Khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như trong công việc. Đôi lúc vì áp lực cuộc sống khiến bạn khó tránh sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, nhưng các triệu chứng đó không quá nghiêm trọng. Khi mọi việc được sắp xếp đâu vào đó, bạn lại tận hưởng những phút giây bình yên, thư thái. Tiếp sau đây là vận trình chi tiết thai tuổi Mão may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, xem tử vi tháng 9 âm lịch. Cát khí lan tràn báo hiệu, thời gian nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Đinh Mão. Tài lộc vượng, bản mệnh được thiên tài trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Tuy nhiên trong công việc, bản mệnh cần đề phòng ngũ quỷ làm loạn, sẽ gây ra họa tiểu nhân quấy phá, sức khỏe yếu kém. Tuổi Đinh Mão có thể sẽ phải trải qua thử thách trong công việc rồi mới có được những điều mình muốn. Thứ hai, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Tháng mới đang có những tín hiệu tích cực đối với người tuổi Ất Mão. Dường như bạn cứ thế bước mà chẳng rõ đích đến là nơi đâu trong suốt nửa năm qua. Giờ đã đến lúc thay đổi, nguồn năng lượng tươi mới sẽ thúc đẩy bạn sáng tạo, dần bước và đưa ra những quyết định khiến ai đấy đều ngỡ ngàng. Sao giải thần hỗ trợ bản mệnh, trừ hung, không lo vận hạn liên quan tới tiền bạc. Thậm chí, nhiều người được thoát khỏi nợ nần, tìm được cách gia tăng thu nhập trong tương lai bằng những cách thức vô cùng thiết thực. Thời điểm này của bạn có cả tiền bạc lẫn mối quan hệ tốt đẹp, nhưng rắc rối sẽ bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng khi mà tỷ kiên khiến bạn dễ tức giận, nổi nóng với những kẻ thiếu suy nghĩ và vô ơn. Lúc này, bạn nên hạn chế cho mượn tiền bạc, kẻo bị mất trắng đấy nhé. Quý vị thân mến, để hạnh phúc an yên, hiền ngang bước qua sóng gió trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy chúng ta rằng, mỗi ngày khi bạn thức dậy, hãy nghĩ rằng mình sẽ luôn nghĩ tốt về người khác và không nổi giận với họ. Mình sẽ cố gắng mang lại lợi ích cho người khác nhiều nhất có thể. Đó là tấm vé vàng dẫn đến thiên đường hạnh phúc trong tâm trí mà bất cứ ai cũng cần sẵn trên tay. Thứ ba, chúc mừng tuổi Ngọ là con giáp tiếp theo, may mắn đủ đường, làm đâu tháng đó, mang tiền tỷ về nhà trong tháng 9 âm lịch. Bước sang tháng Canh Tuất, người tuổi Ngọ đón khá nhiều tin tích cực sau bao ngày ngóng trông. Các vận tăng tiến nhanh chóng, hồng vận đã lùi xa, trả lại cho bản mệnh sự tự tin và cảm giác nhẹ nhõm nhờ chính những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn. Được tam hợp cục hậu thuẫn, thêm cả các tinh chủ về công danh chiếu mệnh, sự nghiệp của người tuổi Ngọ trong tháng 9 này sẽ tràn đầy may mắn. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và chinh phục được những nước thang quan trọng. Những việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành. Chẳng những vậy, vận trình tài chính cũng đang trên đà tăng tiến, có thể một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Những khoản đầu tư lúc này có vẻ hứa hẹn, nhưng bạn vẫn chỉ nên đầu tư nhỏ thôi, bởi không thể nào lường hết được những rủi ro tiềm ẩn. Sức khỏe ổn định khi các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng. Bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Cụ thể về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch. Vận khí của tuổi Ngọ đang tăng tốc khá nhanh, kéo theo phương diện công danh sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Tam hợp cục xuất hiện kết hợp với các tinh chính quan, con giáp này đang dần lấy lại tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo hướng có lợi cho mình. Các vấn đề trong công việc được xử lý ổn thỏa. Chẳng những vậy, nguyệt lệnh lâm mộc dục còn mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này, đặc biệt là các mối quan hệ rất rộng mở, nên không chỉ tốt cho chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện sự nghiệp. Theo đó, con giáp này dễ gặp quý nhân trợ lực, đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng, hiệu suất làm việc nâng cao hơn hẳn. Bạn có thể sẽ chinh phục được những nước thang quan trọng trong thời gian này. Mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc bạn làm đều được ghi nhận và đánh giá xứng đáng. Nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng thì có thể chọn thời điểm này để tiến hành.
những khó khăn ban đầu do ngũ quỷ hung tinh quấy phá có thể khiến bạn lung lay ý chí, nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được. Tinh thần phấn chấn và hăng hái cũng khiến Ngọ sẵn sàng mở lòng với mọi người, luôn biết lắng nghe, chịu khó tích lũy kiến thức, học thêm những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân. Hơn thế nữa, những chú ngựa còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể. Sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Nhìn chung, tháng mới cũng nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Ngọ. Đây là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới, thì nay đã có thể bắt tay vào hành động. Cứ vững tin bắt đầu bằng những bước nhỏ nhưng chắc chắn. Theo thời gian thì hứa hẹn bạn sẽ bước lên những nấc thang cao hơn, ngồi ở vị trí vững chãi hơn. Về phương diện tài lộc của người tuổi Ngọ trong tháng 9 năm 2023 vô cùng phượng phát. Một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, giúp tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đã đạt được trong khoảng thời gian này. Với những bạn làm kinh doanh thì đây là một tháng khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt, với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Bạn có thể tranh thủ dịp này để tăng các kênh quảng bá cho sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm nhiều đối tượng khách hàng, thì việc buôn bán sẽ còn rực rỡ hơn nữa. Có điều, cần cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh sinh sập. Bản mệnh cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm. Nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Về tình duyên, tử vi tháng 9 năm 2023 tuổi Ngọ âm lịch nhận định rằng nhờ có nguyệt lệnh lâm mộc dục mà đời sống tình cảm của tuổi Ngọ sẽ có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị và ngọt ngào bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Nhân duyên khởi vượng phơi phới, thúc đẩy tình cảm lứa đôi ngày càng tốt đẹp. Đây chính là thời điểm lý tưởng để người độc thân mở rộng quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc bày tỏ tình cảm nếu đã có đối tượng trong lòng. Khả năng cao bạn sẽ gặp được người trong mộng ở tình huống vô cùng bất ngờ. Nhưng đã là duyên thì chẳng thể nói trước điều gì. Về sức khỏe, sang tháng mới, sức khỏe của người tuổi Ngọ ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng nhờ các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên trong tháng có ngũ quỷ hung tinh ám tàng, tuổi Ngọ vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Tiếp sau đây là vận trình chi tiết thai tuổi Ngọ may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Xem tử vi tháng 9 âm lịch, cát khí lan tràn, báo hiệu khoảng thời gian nhiều may mắn sẽ đến với người tuổi Bính Ngọ. Tài lộc vượng, bản mệnh được thiên tài trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Song cũng nên tham khảo ý kiến của những người xung quanh để tránh rủi ro không đáng có. Tuy nhiên trong công việc, bản mệnh cần đề phòng ngũ quỷ làm loạn sẽ gây ra họa tiểu nhân quấy phá, sức khỏe yếu kém. Tuổi Bính Ngọ có thể sẽ phải trải qua thử thách trong công việc rồi mới có được những điều mình muốn. Nếu có việc quan trọng cần giải quyết, bạn nên để tới cuối tuần, có để dễ bề thành công hơn khi có chính ấn hỗ trợ. Giữa tháng, tiểu nhân không ngừng tìm kiếm cơ hội để khiến cho bản mệnh mất đi vị trí hiện tại mà mình mất khá nhiều công sức mới có thể có được. Thứ hai, tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn có nhiều điều kiện tốt hậu thuẫn cho con giáp tuổi Mậu Ngọ. Nếu có dự định gì đang ấp ủ, bạn có thể bắt đầu tiến hành. Thế nhưng cuối tháng có thương quan dự báo sẽ có chuyện chẳng lành. Nếu không có việc gì liên quan tới mình thì bản mệnh nên tránh xa ra nhé. Thái dương cát tinh trong tháng mới là cơ hội để bạn tìm ra con đường hướng đi mới cho bản thân, vì sẽ có người ngay lập tức hỗ trợ, chỉ ra đường lối để bạn có thể tiến hành. Dù bản thân là người cẩn thận, nhưng với những thông tin có được
bạn cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tháng 9 này cho thấy con giáp tuổi Mậu Ngọ tràn đầy năng lượng. Bạn tự tin bước vào mọi thách thức. Bạn không ngại ngần dấn thân để khẳng định mình, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, không vì bất cứ lý do nào mà chùn bước. Quý vị thân mến, ai cũng có những vấp ngã trong cuộc đời. Khi còn bé, ta vấp ngã khi tập bước những bước đầu tiên. Ta đập đi xe đạp, xe máy. Khi lớn lên, ta học được những bài học khác từ cuộc đời, từ những người xung quanh ta. Vẫn biết có câu, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, để mà biết rằng mỗi lần vấp ngã, bản thân mỗi cá nhân sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, để từ đó tránh được những sai lầm khiến ta phải chịu trách nhiệm trong cuộc sống sau này. Quý anh chị, nếu có gặp khó khăn khiến mình vấp ngã, hãy tự tin đứng dậy và tiếp tục hành trình tiến về phía trước trên con đường mình đã chọn. Hãy để mỗi ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc và học hỏi được những điều mới quý vị nhé. Vừa rồi là những chia sẻ về vận trình top 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 9 năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích này, quý vị, anh chị sẽ nắm được những cơ hội đổi đời của mình và thành công một cách rực rỡ. Nếu cần tư vấn thêm về tuổi của mình, quý vị hãy để lại comment phía dưới phần bình luận để nhận được sự tư vấn từ ban biên tập chương trình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.